cầm nữa. À, tự nhiên đang quay lại bị ngắt, đụng nó đau chứ. Mà là đụng cái tay cả ngắt mà. Như vậy chiều ở phần trước thì đây là cái đường Đoàn Thị Điệp, alo, đường Lê Hưng. Còn cái đường đối diện là phía bên kia của Tử Cẩm Thành là đường Đoàn Thị Điệp, Điền Thị Đoàn. Vấn đề cái tiếng cười nó khá sang. I love you baby, I love you baby. Đây là một trong những cái địa điểm mà mình cảm thấy rất chi là chiêu hút. À, trước mắt chúng ta là sẽ là chúng ta sắp ghé tới trường Nguyễn Huệ A Lôn, mà trường Bùi Thị Xuân, trường Bùi Thị Xuân, trường cấp hai Bùi Thị Xuân, trường Bùi Thị Ngọc Tâm học trường Bùi Thị Xuân. Nhưng mà cũng xin lỗi thôi, bởi vì chúng ta có thuộc về nhau, chúng ta đã thuộc về nhau, chúng ta đã thuộc về nhau. À, đây là cầu Hắc Bảo. Cầu này còn niên đại tầm khoảng 500 năm. Bao nói thì cậu má cái thằng này nhân viên con chơi bà bán mì. Ta sẽ tiến dần đến cái địa điểm mà xưa. Cho cha bạn phải mình lo cho em. Đó lo cái gì? Beep.
chân gà đi cứ ăn mà chân cứ lưng cứ đưa lưng cứ lưng cứ đưa. I love you, baby. I love you, baby. Cha bà bán bánh mì. Luôn cho là. I love you, baby. I love you, baby. I love you. Baby, I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I wonder how, I wonder why. Yesterday we all are blue sky. Yeah, now I can see. Ấy giờ chậm ra. Cái này còn trọng á. Chặt bên kia này chặt người ai chứ bạn đó.